MC chúng tôi là chiến sĩ, khoe ảnh cưới bên vợ xinh đẹp, hài hước chia sẻ về lần đầu chạm mặt. Được tin Đức Bảo sắp lên xe hoa cùng nữ đồng nghiệp xinh đẹp kém anh 5 tuổi. Rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp đã gửi lời chúc mừng đến chàng MC vui tính, đa năng của VTV. Ngoài biên tập viên Hoài Linh, thì chương trình Chúng tôi là chiến sĩ còn có một nam MC đã quen mặt với khán giả truyền hình nữa là MC Đức Bảo. Mới đây, Đức Bảo đã hào hứng khoe ảnh cưới trên Facebook, thông báo chuẩn bị lên xe hoa với cô đồng nghiệp xinh đẹp. Được biết, vợ sắp cưới của anh là Bùi Phương Thảo. Thảo hiện là biên tập viên thời sự quốc tế của kênh truyền hình Quốc hội. Cả hai quyết định về chung một nhà sau hơn một năm hẹn hò. Trên Facebook, Đức Bảo hài hước chia sẻ về lần đầu anh và vợ sắp cưới gặp mặt. Mỗi câu chuyện có nhiều hơn một cách kể, mà đôi khi chẳng biết đâu mới là sự thật. Chẳng hạn với tôi, lần đầu tiên gặp nàng là qua công việc. Còn với nàng thì đó là một lần rớt tim khi trông thấy tôi trải bước qua ngã tư Tràng Thi, Quang Trung. Cũng giống như bộ ảnh cưới mang tên The Story of You, rất kỳ công và tốn hẳn hai lần đi chụp cùng hàng trăm đạo cụ. Hàng chục góc máy và hàng tháng giờ chờ đợi này. Vượt qua khủng hoảng tiền hôn nhân, chúng tôi hào hứng dắt tay nhau vào một cuộc khủng hoảng tiền tệ cho đám cưới sắp tới. Rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp đã gửi lời chúc mừng đến Đức Bảo, chàng MC vui tính, đa năng của VTV. Ngoài vai trò là MC chương trình Chúng tôi là chiến sĩ, Đức Bảo còn là MC quen mặt với khán giả truyền hình qua các chương trình lớn khác như Cà phê sáng với VTV3, Chiếc nón kỳ diệu 2015. Ngoài ra, anh còn là MC tại chương trình Hoa hậu Việt Nam, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Những cái tên này phần nào khẳng định được khả năng và uy tín trong nghề của Đức Bảo. Hy vọng sau khi kết hôn, Đức Bảo sẽ tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành công nữa trong công việc, hạnh phúc bên một nửa của đời mình.